Xin kính chào quý vị và các bác thân mến. Chào mừng quý vị đã đến với kênh Đồ Gỗ Đỗ Tĩnh. Trước khi bắt đầu dành cho quý vị mới lần đầu đến với kênh, thì đây là nơi mà chúng tôi chuyên chia sẻ hai nội dung chính. Thứ nhất đó là kiến thức, kinh nghiệm về đồ gỗ. Và thứ hai đó là giới thiệu những kiệt tác nghệ thuật đồ gỗ do chính bàn tay người nghệ nhân Việt Nam chế tác. Video của chúng tôi sẽ được phát sóng vào mỗi tối thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên kênh YouTube Đồ Gỗ Đỗ Tĩnh. Quý vị có thể ghé thăm vào website đỗtĩnh.com hoặc đến trực tiếp showroom xưởng sản xuất Đỗ Tĩnh tại địa chỉ đường 1 làng nghề 1 xã Hải Minh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định để có thể tìm hiểu thêm về những tác phẩm đồ gỗ mà chúng tôi chế tác và sưu tầm được. Trong video ngày hôm nay, Đỗ Tĩnh xin được giới thiệu và báo giá luôn đến quý vị một bộ bàn ghế được thiết kế dành riêng cho những căn phòng khách, những không gian nhà với kích thước rộng lớn. Một bộ bàn ghế mà phù hợp cho hầu hết các kiến trúc, từ kiến trúc nhà gỗ cho đến nhà mái ngói 3 gian, 5 gian hay là những ngôi nhà phố hiện đại hoặc những căn biệt thự sang trọng và lộng lẫy. Vâng, đó chính là bộ trường kỷ Huế cổ đồ đại mang mã hiệu TK13, gồm 3 món với kích thước cực khủng do những người nghệ nhân của Đỗ Tĩnh chế tác. Bộ trường kỷ này với kiểu thiết kế theo phong cách truyền thống, lối xưa nhưng vẫn mang hơi thở của nét đẹp vô cùng hiện đại, chắc chắn sẽ giúp cho không gian nhà quý vị được nâng lên một tầm cao mới, sang trọng, lịch thiệp và cực kỳ đẳng cấp. Đây cũng là bộ ghế mà chúng tôi làm theo đơn đặt hàng của gia đình bác Hải Anh có địa chỉ tại Thái Thụy, Thái Bình. Trước đó thì bác cũng đã tham khảo, tìm hiểu rất kỹ mẫu trường kỷ cổ đồ này trên website đỗtĩnh.com hay trên kênh YouTube Đồ Gỗ Đỗ Tĩnh. Và để chắc chắn hơn, bác đã quyết định xuống trực tiếp showroom của chúng tôi để có thể tận mắt xem và kiểm tra chất lượng của bộ ghế. Sau khi đã cảm thấy hoàn toàn ưng ý thì bác đã quyết định đặt mua luôn bộ trường kỷ cổ đồ đại này của Đồ Gỗ Đỗ Tĩnh. Bên cạnh đó thì bác có đặt làm thêm một chiếc đôn đầu bàn đi kèm cùng bộ trường, một bộ tranh tứ quý khảm ốc và hai chiếc đôn cá. Hiện nay thì chú cũng sở hữu bộ ghế rồi ấy. Thì cháu xin chú xem là chú có nhận xét gì về cái bộ ghế cổ đồ đại này riêng và bên cơ sở và tư tích thì chú có cảm nhận gì khi mà qua cái tham khảo và qua cái YouTube chú đã xem, đã kiểm tra được chất lượng, nhưng mà cổ đồ đại nó cũng là được hợp lý, giá cả phải chăng không đấy, hợp với tiền của những người từ người giàu cho đến người nghèo, vâng, đều hợp cả. Tôi nghĩ rằng cái nó hai năm thôi, tức là người ta nói là tiền nào, tức là anh nhiều tiền thì mua cái đồ nhiều tiền, anh vừa tiền thì mua tiền vừa tiền thì vừa tiền, nó hợp lý. Cái hai là cái sự hiếu khách, cái đó là cái phần quan trọng đó, cái tin tưởng. Cái này thì cháu cố gắng tập trung và cố gắng để làm sao khi mà khách hàng mới, khách hàng quen thuộc đến lúc nào cũng chọn mình đi, người ta đến rồi còn sao người ta lại quay lại, đó là cái đó là cái rất là hay của cháu. Vì cháu cũng cảm ơn chú rất nhiều, cảm ơn anh chị và tình yêu của chú tinh để ủng hộ và chúc chú và gia đình nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe. Cảm ơn nhé. Hai chó là phải sang đến tận nơi, mục sở thị, mắt nhìn thấy, sướng sướng như thế. Vâng, xin cảm ơn bác rất nhiều. Xin kính chúc bác và gia đình thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Quay trở lại với nội dung video ngày hôm nay thì xin giới thiệu đến quý vị bộ trường kỷ Huế cổ đồ đại của chúng tôi sẽ bao gồm 3 món với 2 trường và 1 bàn. Nếu có nhu cầu sử dụng thì quý vị có thể đặt làm thêm 1 hoặc 2 chiếc đôn như bác Hải Anh ở đây. Chiếc trường với kích thước dài 1m97, sâu 67 và cao từ mặt đất lên đến tựa là 1m20. Bàn dài 1m55, rộng 75, cao là 81 phân. Toàn bộ chân bàn, chân ghế đều được làm to, vuông tới 11 phân. Vâng, các bác có thể quan sát thấy bộ ghế trường cổ đồ này của chúng tôi thế nào ạ? Trông rất to lớn, uy nghi và chắc chắn phải không ạ? Tại vì bộ ghế đang kê tại showroom cửa hàng, không gian hơi hẹp một chút, không được rộng cho lắm. Thế cho nên trong bộ ghế sẽ mất đi một phần độ to lớn, đồ sộ của nó.
Nếu được kê tại không gian rộng lớn hơn, thoáng hơn một chút thì chắc chắn trông bộ ghế sẽ to đẹp và đẳng cấp hơn rất nhiều. Phải có cơ hội được xem trực tiếp thì đảm bảo quý khách sẽ còn phải tấm tắc mê mẩn trước vẻ đẹp sang trọng và đẳng cấp mà bộ ghế mang lại cho chính không gian trưng bày này của chúng tôi. Hay với trí tưởng tượng của mình thì quý vị hoàn toàn có thể cảm nhận khi bộ ghế này được đặt trong căn phòng khách của quý vị thì sẽ trông như thế nào ạ? Phải nói đây đúng là một tác phẩm đẹp, tuyệt kỹ nhờ đôi tay của người nghệ nhân lành nghề của làng nghề đồ gỗ chúng tôi. Và cũng giống như hết các sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ khác thì bộ ghế này của chúng tôi được làm bằng chất liệu gỗ cụ mật, loại gỗ quý hiếm thuộc nhóm 1 trong danh sách các loại gỗ quý của Việt Nam. Với nhiều ưu điểm như vân gỗ đẹp, khả năng chống mối mọt, độ bền cao, ít cong vênh, chống chịu ngoại lực tốt. Chính vì thế tuổi thọ của nó có thể lên đến hàng trăm năm. Để có một sản phẩm đẹp và tuổi thọ lâu năm, ngoài chất liệu gỗ thì lối hoàn thiện cũng đóng một vai trò cực kỳ quan trọng. Với bộ trường này của chúng tôi được hoàn thiện đánh vét ni trần thủ công màu nâu cánh gián sẽ giúp cho bộ ghế có độ bóng đẹp, làm nổi bật những đường vân gỗ, tôn lên vẻ tự nhiên của gỗ cụ. Ngoài ra, vét ni rất thân thiện với môi trường, con người và không hề độc hại như những loại sơn khác. Bên cạnh đó, những sản phẩm vuốt vét ni sẽ có độ bền rất cao, chúng ta hoàn toàn có thể dễ dàng tự làm mới tại nhà mà không cần phải nhờ đến thợ hay là phải mang đi đến các cơ sở để họ làm mới lại cho chúng ta. Quý vị hãy quan sát chiếc trường này của chúng tôi với sự khác biệt so với các loại trường kỷ thông thường khác. Phần tựa sẽ được chúng tôi thiết kế dày tới 4 phân, sẽ gồm 3 lô đục chính được bao khung bởi những đường móc mỏ. Những đường móc là những đường ống tơ tròn đều, được cong lượn tự nhiên, uyển chuyển nhưng lại vô cùng liền lạc chắc chắn. Quý vị có thể quan sát trông những đường móc này như là từ những thanh gỗ liền mạch vậy, nhưng thực tế là được ghép nối với nhau bởi kỹ thuật ghép mộng vô cùng tinh xảo và kỹ thuật. Phần chính giữa sẽ là 3 lô đục từ những tấm gỗ dày 3 phân, được đục chạm hình cổ đồ như là lư đồng, bình hoa, bút, giấy, mực, nghiên hay còn gọi là văn phong tứ bảo. Các hình tượng cổ đồ với ý nghĩa mang lại sự thịnh vượng, cuộc sống an lạc, ấm lo, hạnh phúc cho gia chủ. Giá trị vẻ đẹp của bộ trường kỳ cổ đồ đại không chỉ phô diễn bởi nét đẹp kích thước to lớn hay màu sắc nổi bật, mà nó còn bao gồm cả sự tâm huyết của những người thợ, những người nghệ nhân được lột tả qua những nét đục chạm vô cùng sắc nét, kỹ thuật để tạo nên khung cảnh vô cùng sống động cho bộ ghế. Phần liễu ghế sẽ được làm dày 3 phân, được đục chạm những hình ảnh như là ngũ phúc ngậm thọ hay gậy như ý hóa, mang ý nghĩa rất may mắn, hạnh phúc, thịnh vượng và trường thọ cho gia đình. Với bộ trường mang phong cách Huế xưa, không thể thiếu được đó là những ô con tiện. Sẽ có tổng 20 con tiện trên một chiếc trường và tất cả đều được tiện tròn đều, tăm tắp luôn ạ. Hai mặt ghế là những tấm gỗ được chọn giống nhau, được xẻ ra từ cùng một tấm gỗ dày 2 phân đậu, được hoàn thiện rất kỹ từ khâu làm nguội cho đến vuốt vét ni, nhìn nhẵn bóng như gương vậy. Không hề có một vết nứt nẻ hay là mắt mấu gì, lành lặn tuyệt đối luôn ạ. Với lòng ghế dài 1m85 như thế này thì hoàn toàn có thể ngồi được từ 4 đến 5 người lớn, ngồi thoải mái luôn. Phần tay ghế sẽ là một thanh gỗ dày 7 phân, sẽ được gọt cong đi. Những đường cong trông rất nhẹ nhàng uyển chuyển theo đúng dáng để tay, nhưng lại vô cùng là chắc chắn, sẽ giúp cho tư thế ngồi được thoải mái nhất có thể. Tiếp theo, 4 chân ghế, chân bàn, quý vị trông thấy thế nào ạ? Phải nói là có rất ít mẫu trường kỷ mà lại sở hữu những chiếc chân cực kỳ to khỏe và chắc chắn như thế này ạ. Chân bàn và chân ghế đều được làm từ những thanh gỗ to, vuông tới 11 phân. Khi thiết kế lên mẫu trường cổ đồ này thì phải nói là chúng tôi không hề tiếc gỗ hay là tiếc công gì cả. Tất cả các chi tiết từ tựa, lô đục, mặt ghế, mặt bàn hay chân bàn, chân ghế đều được chúng tôi làm vô cùng là dày dặn và chắc chắn hơn hẳn những cái mẫu trường kỷ thông thường. Với bộ ghế được thiết kế to và đồ sộ như thế này thì phần tựa và tay ghế sẽ được thiết kế mộng khóa theo đúng lối làm mộng cổ truyền để có thể tháo rời ra được. Sẽ rất là tiện cho việc di chuyển đi xa hay là di chuyển lên những tầng cao trong nhà chung cư, biệt thự hiện đại. Càng những bộ ghế trường kỷ mang kiểu dáng to lớn đồ sộ thì càng đòi hỏi quá trình thi công phải thật chính xác, nghiêm ngặt đến từng cm. Và xin mời quý vị hãy ngắm nhìn lại tổng thể bộ ghế trường kỷ của chúng tôi thêm một lần nữa. Với form dáng thiết kế, những đường nét hoa văn được chạm khắc đục đẽo, tỉa tót sắc sảo như thế nào.
chắc chắn khi ngắm nhìn sẽ mang lại cho chúng ta cảm giác cực kỳ là đã mắt phải không quý vị? Và xin được báo giá luôn cho quý vị nào quan tâm thì bộ trường kỳ này đang được chúng tôi bán với giá là 68.800.000 đồng. Quý vị và các bác cảm thấy bộ ghế này như thế nào ạ? Hãy để lại nhận xét của mình ở phía dưới phần bình luận. Và nếu quý vị nào có quan tâm đến bộ trường kỳ này hay rất nhiều những sản phẩm khác như sập cụ tủ tre, tranh chiêu tường khảm ốc, đồng hồ cây Đức, cuốn thư câu đối, đồ thờ gia tiên, thì hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số điện thoại 0948 777 798, kết bạn Zalo để được tư vấn cụ thể, hoặc truy cập website đỗtĩnh.com để biết thêm nhiều những mẫu sản phẩm khác của chúng tôi. Quý vị nào ở gần có điều kiện thời gian thì xin mời ghé qua cửa hàng đồ gỗ Đỗ Tĩnh tại địa chỉ làng 1 xã Hải Minh, huyện Hậu, tỉnh Nam Định để có thể trực tiếp xem thêm những sản phẩm đẹp khác của chúng tôi. Quý vị yêu thích video của chúng tôi thì hãy like và chia sẻ video này để ủng hộ chúng tôi. Đừng quên bấm đăng ký kênh để tiếp tục đồng hành cùng với đồ gỗ Đỗ Tĩnh. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.